Chào tất cả các bạn đến với kênh của mình. Ngày hôm nay thì mình chia sẻ là cái anh Vũ với anh Phong mới lấy cây dâm để 5 mét nha các bạn. Thì hiện tại chở về tới gần nhà các bạn, thì cái đường lộ trong nhà thì nó nhỏ quá, xe tải vô không được ha. Thì bây giờ sẽ đậu đây và chiếc máy sẽ xuống ngay cái bến này các bạn. Mấy anh khởi động máy nha. Chở trên xe thì tháo cái gần cắt ra các bạn ơi, ra hết rồi. Thì còn cái máy thì mấy anh sẽ bắt hai cái vĩ cầu này xuống để cho chiếc máy cắt này chạy xuống nha. Và cái bông bư với cái hàm thì hiện tại thì gửi ngoài các bạn. Bây giờ anh Vũ sẽ lấy chiếc máy cắt này đi. Rồi thì chiếc máy cắt bắt đầu lăn bánh này các bạn. Cái này không biết là giáp cái dàn đầu vô luôn không hay là đợi xuống đất mới giáp nha. Rồi mình đợi xem các bạn. Rồi bây giờ sẽ gắp cái dàn đầu vô các bạn ơi. Đưa cái hàm vô mới cắt nha. Mấy anh em đã đẩy cái hàm lại dưới các bạn. Rồi chiếc máy sẽ chạy tới để gắp cái hàm vô ha. Bây giờ anh Vũ sẽ chạy cái máy xích tới nha các bạn để gắn cái hàm cắt vô ha. Này đợi tài xế cụ không lên chạy xuống. Đây có cái anh này là anh sẽ vận hành chiếc 105 này và chạy xuống các bạn. Có rất nhiều người hiếu kỳ lại cho tôi nữa rồi. Rồi trên xe rất là cao luôn. Các bạn ơi, anh này chắc điêu luyện tài xế lâu năm ha. Bây giờ thì mấy cắt này đã xuống lộ rồi các bạn, bây giờ chuẩn bị chạy xuống một chiếc phà nữa ha. Thank you.
này sẽ tấp vô và bắt một cái vị cầu lên. Máy muốn lên thì phải chỉnh chu phà ngay ngắn lại các bạn, để cho chiếc máy lên được thuận lợi hơn nha. Đội máy này đông các bạn ơi. Hôm nay thì chiếc máy kéo sẽ lên trước nha các bạn. Đây cái máy sẽ chạy lên cái bến này nha các bạn. Cái vị cầu mình hiện tại mình thấy nó nhổng lên luôn rồi kìa. Cái cắt này rất nặng nha. Rất là nặng luôn nha. Đây là chiếc phà để một lát chút xíu nữa cây 105 đẩy xuống các bạn. Đây là rất là cao kia ha. Rồi cây máy 105 sẽ được rơi xuống cái phà nữa các bạn. Sửa cái phà ngay ngắn lại ha, chạy xuống. Bây giờ để chuẩn bị lui xuống một chiếc cái phà nha các bạn, để chạy về ha. Okay.
tiếp tục mình chia sẻ là giống lúa 504 nha. Tháo dè, tháo ốp ra hết trơn các bạn. Đây, cây 70 đang xả bồn nha. Ở đồng này thì bên kia có con máy 93 nữa các bạn, mà hơi xa. Đây mình đang chia sẻ cây bên đây. Cái miếng đất này nó dài các bạn ơi, nhưng mà bề ngang nó nhỏ ha. Thì anh đang chạy rẽ một cái đường giữa hai miếng đất. Này chạy lên chạy xuống rồi làm ruộng là cũng xong rồi. Chạy vô, còn cây 93 thì chạy ra các bạn. Thì hai cây này cắt cặp bên luôn à. Ồ, hiện tại bên chỗ cây 70 này thì ở trên bờ nó rất là nhiều cỏ luôn nè. Tu bánh nè.
Ê ê ê ê ê. Ê tụt tụt. Ghê vậy. Trơn quá trơn. Bộ này bánh xích bự luôn các bạn. Trước nó ra lại trứng mấy chéo này. Chén ra nha các bạn. Giờ anh chạy lui ra xa để bắt chén ra nha. Trời chá nắng rồi. Chắc cái đít nó hơi nhiều quá cái đấy. Chứ chỗ đó cỏ đó sình hết trơn. Nó không bám được. Ê. Rồi tụt coi nữa các bạn ơi. Đi đại qua đây luôn đi. Đi đại qua đây luôn nè. Tiếp tục lên lần thứ ba nha các bạn. Rồi bàn thứ ba lên không được rồi. Lên quận cái trước mấy cháu xả chắc lúa chỗ để gom nữa bạn, không có lên dốc nổi ha, nãy lên dốc tuột.